Anh Ahmad Winadi, giáo viên giảng dạy của khóa học cho biết, đây là lần đầu tiên tiếp cận phương pháp học mới, nhưng anh và các học viên đều cố gắng giữ vững tinh thần học kinh Koran. Khóa học rất đặc biệt vì chúng tôi không gặp nhau trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng xây dựng khóa học bằng một vài hoạt động như cùng nhau hô vang, Chúa thật tuyệt, hoặc đọc thuộc kinh Koran cùng với một nụ cười. Hy vọng những hoạt động này sẽ nâng cao tinh thần của học viên trong suốt khóa học. Nhà tổ chức khóa học Hồi giáo trực tuyến Kema Indria cho biết, hình thức mới này không những không cản trở các hoạt động tâm linh của người dân, mà còn tạo thêm cơ hội kết nối cho nhiều người dân ở khắp đất nước Indonesia, đặc biệt là người dân ở những khu vực xa xôi và khó khăn. Trước đây, khóa học đạo Hồi ngắn ngày chỉ có thể hoạt động ở các thành phố quanh quần đảo Java và Sumatra. Giờ đây, phương pháp giảng dạy trực tuyến đã giúp chúng tôi loại bỏ những rào cản địa lý để tiếp cận với nhiều học viên hơn trên khắp đất nước Indonesia. Kể từ cuối tháng 3, phần lớn người dân Indonesia đã phải ở nhà do lệnh phong tỏa và các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn COVID-19. Nhiều trường học và các doanh nghiệp cũng buộc phải đóng cửa. Chính phủ cũng cấm người dân tụ họp thành nhóm trên 5 người, khiến nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa phải trì hoãn hoặc hủy bỏ.